Chào các em, chào mừng các em đến với âm nhạc lớp 5. Trong tiết học hôm nay, chúng ta cùng nhau ôn lại hai bài hát Hãy giữ cho em bầu trời xanh, nhạc và lời Huy Trân, Con chim hay hót, nhạc Phan Huỳnh Điểu, lời Đồng Dao. Và nội dung tiếp theo là nghe nhạc. Nào, bây giờ chúng ta cùng vào nội dung của tiết học nhé. Các em cùng hát lại bài hát Hãy giữ cho em bầu trời xanh, hát kết hợp gõ đệm. Sau đây các em cùng hát lại bài hát Con chim hay hót, nhạc Phan Huỳnh Điểu, lời Đồng Dao, hát kết hợp vận động phụ họa theo nhóm nhé. Oh,
Bây giờ các em cùng lắng nghe nhạc bài Điều Em Muốn, nhạc và lời Trương Quang Lục. Quanh em rực nắng tươi hồng, chẳng còn xa lạnh tối tăm những đêm đông. Em muốn quanh em dồn tiếng reo cười, bạn bè trăng lưa vui hát ở mọi nơi. Điều em muốn một niềm tin, em hằng mong ước sống vui tuổi thần tiên. Cuộc sống tương lai bao hạnh phúc trong tay, đây là niềm tin ở ngày mai. Em muốn quanh em sợ chiến tranh nỗi đau riêng, em muốn quanh em đời hát thanh bình, ngập tràn ánh sáng tươi thắm của bình minh. Điều em muốn một niềm tin, em hằng mong ước sống vui tuổi thần tiên. Cuộc sống tương lai bao hạnh phúc trong tay, đây là niềm tin ở ngày mai. Điều em muốn một niềm tin, em hằng mong ước sống cảm nhận được giai điệu của bài hát như thế nào? Trong lời bài hát Điều Em Muốn, vậy điều em muốn là điều gì? Trong bài hát Điều Em Muốn của Trương Quang Lục, như thế, điều em không muốn là gì? Em muốn quanh em rực nắng tươi hồng, chẳng còn xa lạnh tối tăm những đêm đông. Chúng ta vừa ôn lại những bài hát nào đã học và tên tác giả của từng bài hát. Bài nhạc mà các em vừa mới nghe có tên bài hát là gì? Nhạc và lời của ai? Thank you.
hạnh phúc.